Cha nuôi, cha hiện hình đi. Con có tin vui muốn báo cho cha biết đây. Con trai, có tin gì vậy? Hoàng tử Me Sinh đã trúng kế khích tướng của con, bỏ nhà đi rồi. Đúng là cơ hội quý giá, chỉ cần trừ khử hắn, ngai vàng kia nhất định sẽ thuộc về con. Con nói sao? Con trai của hoàng hậu đang ở bên ngoài lâu đài sao? Đúng vậy thưa cha. Vậy con đã tìm ra hoàng tử chưa? Vẫn chưa, nhưng con đã sai thuộc hạ truy tìm tung tích hắn rồi. Sao con hành động mà không hỏi ý kiến cha trước vậy? Con nghĩ đây là cách đơn giản nhất để diệt trừ mối họa, nên không muốn phiền đến cha nuôi. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Sao trông cha có vẻ lo lắng? Con có biết con đang tạo cơ hội cho Mason phá bỏ lời nguyền không? Lời nguyền gì vậy ạ? Sao cha chưa từng kể cho con nghe? Ta chưa kể vì chuyện này nói ra rất dài. Nhưng thôi, bây giờ con đã trưởng thành, ta sẽ kể rõ đầu đuôi sự tình cho con hiểu.